Dạ thì mạnh chào cô chú anh chị ha. Bây giờ mạnh đang chạy lại chỗ mà thi thể thứ hai rồi, rất là đưa về bên bên phần mộ rồi chôn tại đó luôn. Thì mời cô chú anh chị đón theo dõi ha. Bây giờ đang trên sông nè, sông này rất là lớn cô chú anh chị. Đó. Giờ đi với mấy anh em. Thì bây giờ là đã tìm được là hai thi thể đó cô chú anh chị, hai rồi. Em Hiếu và một thi thể nữa đó, bây giờ là đang qua bên chỗ thi thể đó rồi đưa qua bên cái phần mộ chôn cắt tại đó. Chỗ mà để chôn rồi cả nha. Bây giờ mà cái thi thể thì đã đưa về tới đây rồi, bây giờ sẽ bắt đầu mở nắp quan tài để có thể là bỏ cái phần còn lại vô phía bên trong cả nha. Không biết là mấy anh mấy chú có xử lý cái phần mà mới nhận lại được chưa, thì để anh em bố vô quay phía bên trong lấy cho ông bà cô bác cùng xem ha. Cái chuyện này rất hiu ra nha, vừa mới chôn hôm qua thì hôm nay đã phải gỡ ra lại rồi. Muốn đi đến đây thì đi dõi qua rất là khó khăn đấy. Mấy anh đào nó gỡ ra hết lại rồi nè. Bên Thọ Lặng nè. Hai người đục dỡ lên luôn. Giờ gỡ ra luôn ha. Ủa không cần thầy hay sao hết á? Không cần thầy hả? Không luôn. Thầy không đọc kinh rồi gì? Con còn cặp nè, cho cô luôn. Mình hãy cho mấy đầu đinh nữa coi, mấy đầu đinh đó. Đầu đinh bây giờ mình dỗ ăn được đâu. Đây, mũi cài đinh kìa. Đó, mình cài ra. Để rồi ra mũi cài đinh vô coi. Cái phần ở trong bao ni lông kia chắc là thi thể ha. Vậy đừng chẳng ai ha. Cái cá mà mình nhận được các anh ha. Cả vấn đề luôn chứ. Cái bao học cao su đó là phần còn lại đó mấy chú. Là mình sẽ đem cho anh chị. Đây là còn phần nhiều đây nè. Cũng là tìm được cái phần. Ở trong đấy có nhiều không chú? Được cái những cái phần nào? Thấy là nguyên vẹn không? Được còn nhiều không? Thấy ít quá ha. Không ít quá hả? Xót xa mọi người. Mới dớt ha. Bây giờ xong rồi lại lắp lên. Súng à, nhím. Đưa những phần còn lại trở lại. Có cái dán keo đó lúc mình này cũng là một phần thôi. Đó có cái tay không thấy gì mà đâu có hôi gì đâu. Cái lên tới đây không mọi. Trước giờ chưa bao giờ thấy cái cảnh mà đục quan tài cả nha. Sáng ra đục cái này là rất khó khăn vậy đó, đục cái đục rất khó, đục áo quan, đục bê tông, đục ra lấy đinh, đục từng chút cái đinh ra chứ sao? Đục cái quan tài ra của chú đệ, thì quan tài này mới vừa ở ngoài hôm qua luôn, hai quan tài một đến một, thì lại như tới ngày thứ có cái sợi ăn, dễ quá trời dễ nó làm gì đâu này làm quỷ gì cả ra được đinh không có mỏ cài, có cái mỏ cài được đó thì mình nó tắm nó nhảy vô đó thôi chứ tao nhảy vô đó nữa sao lạc. Hai thằng nhảy đây rồi, ông muốn không muốn tôi nhảy ở đây chi nữa. Hai thằng nằm đây rồi nè. Vô cãi. Vô cãi chứ tôi không vô đây nằm đâu. Cãi đi thôi ông nội.
nó có cái đồ cải, có đồ cải đục cải nó lẻ. Cái đầu, cái đầu, cái đầu, cái đuôi có ấy để ý như cái đó đó nhỉ. Đọc kia kìa. Đây mới thề mới trong hôm qua chứ mấy. Bây giờ đã phải móc lên rồi. Cái này tao quấn ấy lại em không biết đâu mọi người. Quấn mấy lớp làm sao biết được. Mình đi cho cái đầu nào để trước để lên sau chứ. Ngày qua nó chửi nó đụng mẹ. Hồi nó qua chú nó đụng mà nó để vô chứ để mà bắt được. Mấy ngày rồi mà lấy xong rồi lại là quấn rồi cho là giao mấy ngày rồi mà thường thường không có đụng cái tay mà cũng nói là ngày nó không ra không để ý rồi cũng như đâu rồi. Thằng chó thì chứ. Không có thấy. Thấy ta được không thấy thì con cũng hỏi người ta đầu nào đầu 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 đuôi. Vậy chủ má mày mua nữa đó. Cái cảnh này chưa? Chưa, lần đầu tiên. Đúng rồi, xem đẹp thấy đất rồi. Ta cho một con cái kia rồi. Rồi xong mới xong hết nó ngồi rồi mới xong á. Ngồi mày gà thử có đụng cái nào động không tao. Tôi thấy cái này hổm tôi lặn ra nó được có cái bàn tay mà. Tao nói cho cái bàn tay nha, tao nói là nó bọc cái đó đó. Có sợ bèn rồi. Có em dí á, cái bàn tay em dí mình đó cho bàn tay thôi chú. Bàn tay à, bây giờ thì bỏ thêm một cái đá. Ta đục nha coi chút em ra ngoài tí xíu cho thoáng nha. Có gì chơi nữa trời. Nó phải hở nhiều à. Có được quá. Mày cãi hết chân bên đây lên mày bắn nó bên đây rồi nó sát đây bố đâu đục vô đây được. Chứ không có thế để mà đóng. Bên đó vậy sao bố đâu đục lên được. Tôi đưa đi con ơi ba. Khỏi đạn luôn cái đại đi tao. Đưa được đây. Hôm qua giờ là mình xây lên được cao chưa chú? Xây gần xong rồi. Vậy hả? Vô nằm lại rồi. Dỡ được một bên một lật ngược mà lên cái gì đây là móc đưa nó xuống cái rồi dỡ được bên một lật lên rồi đập ngược lại đó lên. Dỡ được cái không? Ơi mới chọn cái bên rồi trong cái này con mày. Trời ơi. Hai bên này nó chọn là gì? Hai bên cái đó là hai bên. Đến rồi. Mình nói giờ ba bên nữa cho ba ống cái này. Cái kia đi. Lên nổi đầu lên trời. Bà chết là kia đi. Giờ bên kia nó nhỏ quá nó không có thế để đục mấy cái đinh ra ông bà. Ủa sao thấy nó cũng nhiều dữ ta? Trong đó có anh tay không à? À nhưng mà sao thấy quấn đồ thấy nhiều quá, bỏ cái kia vô không biết có không gian để bỏ không nữa. Có quần áo mà. Quần áo không trong đấy chứ đâu có gì đâu. Nó được cái cánh tay với cái trái tim thôi. Rồi bây giờ phải mở ra lại. Nhìn xót xa không cả nhà. Người ta kêu là mồ yên mã đẹp. Mà bây giờ mới chôn xuống có một ngày thôi mà cũng đã phải gỡ ra rồi cả nhà. Đã đào lên lại rồi. Mồ mã cũng không được yên nữa. Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây. Bây giờ còn những cái bộ phận khác thì buộc mình phải gỡ lên để bỏ vô thôi. Chắc lấy bớt đồ ra đốt á. Đâu đó bỏ đó cũng được hết. Chắc còn đá rồi. Mấy bao, 2 bao mới được á. 2 bao đá. Để vô đi sang. Ủa, bông ở đâu sao nhiều dữ ta? Những cái bông đồ họ bỏ vô cho nó đủ thôi chứ còn để cho nó khỏi sụp xịt rồi vậy thôi chứ đâu phải là đồ cá nhân đâu. Cái này thì bỏ
Được, trong cái bọc nó được. Quấn hôm nay bột kính quá ha, kỹ ha, mấy lớp luôn á. Bỏ vô à. Từ từ con, từ từ con. Cái phần mới nhận được đây hình như có đầu. Nên là mấy anh bỏ phía trước. Dạ. Có mà hồi sáng tụi em đi lên tới quay rồi. Là ở trong này có những cái gì anh? Ồ, tai. Rồi đầu với là nửa thân mình. Nói chung là cái khoảng nửa ở trên. Ừ. Cái khúc sau này là tứ chi không có. Ừ. Đủ vậy đó. Dạ, hình như vẫn còn khúc tay đúng không? Còn một dạ. Cái tay. Thôi giờ lấy được cái nào hay cái nấy. Hôm trước dạ. Đã liệm vô đây rồi, trước đầu tiên rồi. Dạ. Bây giờ ráng thôi, giờ nhận được cái nào bỏ vô cái nấy thôi, bây giờ sao? Còn một phần nữa không có. Dạ, nhiều khi phải đào lên lại nữa đó. Nhưng mà theo em nghĩ nếu mà lâu quá mà mình nhận được thì có lẽ là mình phải thiêu cái đó đi. Thiêu phải tốn nữa. Chi phí nữa. Ở đây thì phải di chuyển đi ha. Gia đình đang khổ mà. Dạ. Còn hô bánh nào giúp đỡ được nhiều giúp. Bây giờ tụi em giúp những người bách này. Tao làm gì nè? Bây giờ đang khổ mà phải giờ phải nhờ trong lúc này phải đỡ vô chuông chứ sao giờ. Là cái cúng kiến gì nữa đâu. Không? Mình không thắp nén hương đâu. Tí nữa xong hả? Tí nữa xong rồi người ta khấn rồi thôi. Không có chuyện gì. Thấy chứ. Ủa, bỏ vô xong rồi đó quý cô chú anh chị ạ. Nãy chiếu vô này, cho kỹ rồi xong. Bên là quý cô chú. Đây bên đây. Dạ tao cũng dạ tại kẹo chó lắm. Lần đầu tiên mình thấy sự việc như thế này. Bây giờ cũng chưa được cũng gần tháng nữa là có Tết chứ mấy ông mà bị sự vụ như thế này giờ biết làm sao đây. Giờ nhà anh ấy thì vẫn còn một đứa nhỏ, một đứa con còn 6-7 tuổi nữa đang học lớp lá nữa cả nhà. Đó, vợ nữa giờ không biết phải làm sao. Nhí thì sinh năm 91 thì theo như tên bản ghi thì 91 nhưng mà thật sự thì như thế nào bốn chưa biết nữa. Có người nói là em là 31 tuổi, có người nói là em 33 tuổi. Thì ngày xưa người ta hay làm giấy tờ nó cũng không có chính xác đâu mà, nên là cũng không biết làm sao. Đó, bây giờ đã xong hết rồi, bây giờ là sẽ đóng lại. Giờ đâu thì lúc nào anh em thợ mẹ anh em thợ lặn không? Đây là mấy anh em thợ lặn hết. Chung với anh Nhí đâu hả? Không làm chung. Cũng là thợ lặn thôi. Cũng là anh em thợ lặn làm giúp. Phía bên này cô chú anh chị đang trộn bê tông để chuẩn bị là xây lên lại cả nha. Hôm qua tới giờ thì cũng xây lên được một đoạn rồi, cũng chưa biết là hoàn thành chưa, nhưng mà cũng phải gỡ ra cả nha. Đó, bây giờ là cũng ngay xi măng cát đá rồi vô trộn để chuẩn bị là đổ lại, làm lại thôi. Giờ bưng mấy cái xà bằng để bỏ lên cả nha, chứ bây giờ nó hỏng nhiều quá. Đó, bỏ lá nhiều thì sợ sau này nó cũng sập nên là mấy chú sẽ bỏ bằng vô. Đó, mấy cái gạch mà mình đã xay qua rồi mà nó bị như bây giờ phải gỡ ra nó hư đó, thì mình cũng phải lấy cái này bỏ vô dùng lại thôi, tái sử dụng thôi. Đó, thì bây giờ bốn cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Nếu như có thông tin gì mới thì bốn sẽ cập nhật vào video lần sau nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi ở video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.